Hai cô chú anh chị và các bạn, hôm nay hồi nãy Steven ở ngoài tiệm nail của anh David Lam chơi, bây giờ chạy qua nhà anh chơi một tí rồi tối tí về ghé qua nhà anh chơi ăn. Bữa nay con của ảnh là ra trường, năm tới vô đại học, thì hôm nay mình ghé qua nhà ảnh thăm ảnh tí rồi chơi một tí rồi bây giờ tối về. Đây là nhà của ảnh ở khu này, nhà ở Orlando như cô chú anh chị nè. Khu này ở Orlando nè, đây là thiên đường của tuổi thơ nè. Nếu ai có đi Disneyland, Disney World rồi Universal Studio á, thì khu này cũng gần ở đó thôi. Chỗ này là Winter Garden. Okay. Đó, khu này khu Winter Garden ở Florida cô chú anh chị. Nhà khu này ảnh xây nhà hồi năm 2015. Cũng cùng một năm với Steven khi mới dời xuống Florida luôn, căn nhà này. Đó. Khi xưa là ảnh cũng mua gần 400 mấy á. Tại vì option nhiều quá. 4 phòng ngủ cho làm thành 5 phòng ngủ. Giờ đi vô nhà ảnh. Tí Steven có cái hộp này để cho ảnh nè. There you go. Happy New Year. Happy New Year. Happy Half Year. Half Year. We mean Half Year. Happy New Year. What's up, man? You want a phone? Hola. You want a phone? Oh my God! Brand new phone. Brand new. I give it. Who get to me? Brand new. Oh my God. Oh my Lord. Oh my lord, look at that one. Donald Trump sent it to him. I got a gift. Wow, thank you. Donald Trump, thank you, Donald Trump. Oh, Donald awesome. Donald Trump, Donald Trump. Oh, look at that one, guys. quá đã. Oh my God, thank you. Donald Trump. $5,000 in there. Look at that. Thank you. Kéo ra mà nó nghe reng 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 là được á, không nghe reng reng là giờ bây giờ sao thấy không? Giờ ký chắc lại. Ủa, quên hết rồi, giờ thấy không? Được. Các con muốn không? Kêu ra quay không đi cắt con muốn kìa. Nghe muốn hả? Nhà chồng luôn hả? Dạ, nhà chồng đó. Ồ, sang vậy? Dạ. Đó, quay là bữa nay có deal tin bỏ lên nè. Cái đồ, cái dao cắt, dao sủi. Nè, cá ướp nè. Quanh đường biết quanh lên kia. Si. Cá mú. Ờ. Cá mú hấp nè các bà con. Cá red snapper. Cá snapper, cá mú nè. Chưa chín nha, này mới ướp thôi nha. Chưa chín này mới ướp. Ừ, ok. Bên đây, thả bì á. Si, biết quanh lên nè. Wow. Đừng biết quanh lên nè, cá mú. Ok, mình ra ngoài mình cắt cá mú. Rồi, cắt cá mú nha kìa. Cái nhà lá vườn á. Yeah. Từ trong vào trong thùng luôn. Từ trong thùng luôn. Trong mấy tháng chờ vô ăn 5 phút hết. Vui. Yeah, have fun. Ừ. Đầy đủ. Cái thố này không được tốt bằng cái thố kia tốt hơn. Cắt dễ nhảy ra dữ lắm á. Thôi mình càng cắt nó càng nhảy ra nhiều. À, đúng, càng cắt nhảy ra dữ lắm á. Orlando á. Ở đây là gì? Winter Garden. Winter Garden. What are we Vietnam have here? Yeah.
Đây có trồng chuối luôn nè. Chuối nè, đây chuối nở á. Để cái bảng alligator tổ bố không biết con nào dưới đó nè. Hả? Alligator. Nó để cái bảng alligator tổ bố bên kia kìa, mà đặt cái kia nó khô rang. Bên kia có trồng cái mía nữa kìa. Ừ, có mía luôn á, không ăn được luôn mà. Được không? Được. Nó nhỏ xíu ăn mẹ chứ. Hả? Nó dám là ngọt lắm á. Như mình ngồi đang đĩa cây xoài bên kia. Cắt hết sát gốc để cho vô phân. Vô phân tới nước này ra tiếp. Cái hồ này xưa mình xem nhiêu anh đâu? 70 á, nhà lưới luôn. 70 sắp luôn hả? Ừ. Tính luôn nhà lưới với ấy luôn. Nhà lưới. Tất cả luôn phải không? Cái ấy là hết tất luôn rồi. Nước ngọt hay là nước mặn? Nước mặn. Mặn. Nước mặn nó mắc hơn không? Nước mặn thì mắc hơn nước ngọt. Nước nó cái lọc quá. Ừ. Cái phom nó khác hả? Hả? Cái phom loại khác hả? Cái phom hả? Ừ. Cái phom cái phom loại khác. Cái nó cái này nó phom mà nó lọc cái ấy luôn á. Ừ. Để cái phom nước ngọt nó khác với nước mặn khác, khi mình để cái phom nước ngọt như nước mặn là nó bị xét. Ừ, đúng rồi. Đó sẽ giữ được con. Nói thì cũng đựng đóng rồi hả chưa? Đựng đóng. Nó có thui gì nào mình phải không? Chúng ta vừa cắt gạo như gạo thì thôi. Ừ. Thấy không? Tuyệt vời không? Đó, đóng luôn. Bên kia có vườn chuối nữa chưa? Như có quầy chuối đang chín hay sao vậy? Cái này vàng vàng rồi đó. Dạ. Vàng kìa. Đây nó có một cái nó ra. Bữa nào mua con vịt về tính cái đó đi. Ở Việt Nam người ta ăn vịt với gỏi gỏi bắp chuối. Mà ở đây mình ăn gỏi với cây chuối. Mẹ ăn với cái giống súc vật vậy. Ăn với súc vật thiệt chứ không? Nè, bây giờ cũng đựng đóng rồi nha. Đó, thấy chưa? Cần con mấy tháng trời đó, mấy tháng trời quất xíu là đủ rồi, xíu hết trơn nghe chưa? Rồi quất cái này luôn như trên kia một chút cắt cho nó lên hết luôn. Cái này cũng cộng luôn đâu có nhiêu đâu, cái này cắt hết rồi. Cộng để cho nó lên cái này. Khoai lang này có củ không? Hả? Có chứ. Nha, để nhau củ khoai lang cho coi nha. Củ bự luôn hả? Nha. Nó có đọt này ăn được anh đâu, sao không lọt vậy ăn luôn? Đâu có hết đâu. Ồ, đem vô nè, củ nè. Củ nè, thấy không? Cái bự, củ bự á. Nè kia. Nè, cái củ bự. Đó. Còn dây nữa nè, thì giống củ sắn vậy. Nè, nó quá trời luôn mà thấy không? Trong khoai lang sẽ ra củ sắn. Nè, khoai ấy. Trong khoai lang mà lên ra củ sắn. Bầu có trái luôn kìa mấy em. Ở đâu? Cái này phải ngắt đọt nghe. Nào. Nghe nè. Ngắt đọt nữa hả? Ờ, ngắt đọt. Nó mình ngắt đọt nó mới đậu. Nó ngắt hết hả? Rồi, ngắt. Cái tỉa anh ra thấy cái trái này phải không? Thấy cái trái nằm đây không? Mình ngắt cái đọt ở đây. Mình cho nó đậu cái này, cái đó nó tỉa rồi nữa. Ờ, vậy hả? Ờ, quế là cái trái nằm đây. Yeah. Ngắt được phải không? Ờ, không ngắt là nó không đậu á. Ờ, cái này. Ừ. Ủa quế đi. Yep. Rồi 2-3 ngày cái nó ra 3 ga tược khác nữa. Ờ vậy hả? Ồ, giờ không biết nè. Rồi lâu lâu con cái nữa anh lấy không? Khi cái anh thấy cái ga cái trái nè. Ờ à, ra cái trái này không? Dạ. Ở dưới nó có cái ghi tỉ nào mà có cái trái không? Anh lấy cái bông mình đó, cái phấn của cái bông bự đó đó. Uh-huh. Cái phấn không nha, cái phấn vàng vàng trong á. Anh chấm vô cái đít của cái trái. Chấm vô cái đít của trái, nó mới đậu. Tại ở Việt Nam mình á là nó có mấy con ong. Con ong nó tự động nó đậu vô, nó đậu vô nó dính cái phấn đó. Còn mình á là mình phải tự tự tạo lắm này. Yeah.
Dạ, lòng gà. Dạ, canh canh gà lấy cái phấn con này nó, dằn bào thế này. Mấy cái cà nào mà nó mới nở ra chấm vô. Chấm vô này, chấm vô thôi hả? Chấm cho nó dính cái bột lên. Thôi sao khó khăn gì ta. Dạ. Giờ mấy cái này cái đọt này là hay chứ cái đọt đó là cái đọt đọt cái á. Được được cái hả? Được á. Chấm vậy hả? Dạ. Yeah. Khi mà nó ra cái đọt nó có cái bông á, lấy cái bông nó lấy cái phấn ở trong mới chấm vô cái đế đít của cây này. Chấm đít thì trái. Dạ, yeah, chín đít thì nó mới dính trái. Ồ vậy hả? Cây nào cũng vậy chứ hả? Cây nào ra trái anh chấm là dính, chấm dính nè. Tại Việt Nam nó có ong rồi nhiều. Mấy cái ong mật á. Thí dụ nó không dính sao? Là thì bữa nào có cái là thằng này không ăn được. Ừ. Cây bên kia là cây gì? Cây đó là cây cây vải hả? Cây vải có trái luôn á. Có. Đó, yeah, xuống. Ồ, chín luôn anh ơi. Chín không? Nè, bà con. Ai đưa bang khác nhìn nữa, bảng ở Florida này gần cái hồ nó để cái bảng chành dần này nữa chưa? Nguyên cái xấu nữa không? Rắn luôn ta chưa? Mà như này cái hồ khô đen này. Kìa. Con quầy chú xiêm chín này kìa. Nó già đó anh đâu? Đúng được rồi đó. Đúng thôi nó bị thúi á. Đúng phải không? Thúi nửa nãy kìa. Cái dao bự dao đó dao cắt đứt mấy làm cho nó xẹt xuống thôi à, cắt cái chừng nó ngã lên cây cây vải nha cây nhãn vậy chín luôn rồi bà con cái chừng nó ngã nguyên quầy đây cũng được 1 nãy 2 3 4 5 6 7 8 cũng khoảng được 10 nãy mà nó chín chín bà nãy chớp chín cây luôn rồi nè thúi cái nãy dưới nó bị thúi nửa nãy à thúi nửa nãy à nghe ăn thử đi ăn thử đi chú chói à chú mùa đông á chú mùa đông hả mùa đông ở nó cái trái mùa đông nè mới hái xuống nè bà con rồi chú và anh chị đây là Florida chứ không phải Việt Nam nha giờ chuối nào mới đốn xuống luôn ngọt hả mẹ ngọt như đường vậy ngon gì thế xấu vậy ngọt lắm hả ngọt mà thấy xấu thì mùa đông mà cái nó được ngay à ngon ngay hả quá đã không good đó lòm nữa ồ ngọt đi trời luôn ừ nó như giấm đường rồi cái giải dính nè vải nè dính luôn rồi nè có cái vải này nghe ba mọi người tuyệt vời không đây nữa nè dính chưa ta đây nữa nè Steven bên này nè bên này cũng có một chùm nè cái này nhiều vải rồi vải đặc nhất cái phải không đầu tiên phải không đầu tiên có ba được ba chùm đó à. Mini nha mini trái chiến bên này có sò nữa nghe cô chú và anh chị sò này sò Thái nha ô bị nứt một trái rồi nè cây cũng được bên này cũng được 1 2 3 4 5 trái bên kia cũng được ít nữa mấy khu này mấy cái bụi này mình đi vô nhất còn sợ nhất là rắn cá sấu thì không thấy thì cá sấu bên kia cái hồ nó khô rang không mình này sợ nhất là rắn lũi lũi vô rắn nó quất một phát là thấy má nhìn không ra luôn xoài nè
Cây này cây xoài Thái nha mọi người, chứ không phải là cây xoài thường nha. Xoài Thái này, ăn nó giòn mà nó ngọt lắm, đi nè. Cái còn sống mà nó ngọt cay à. Ngon lắm. Trời, ông nội này ông trồng cái giống cây vú sữa vậy. Ôi cây gì của Mỹ phải cây vú sữa đâu. Nhìn cái lá nó giống vú sữa. Cái hồ này họ đào để chứa nước cô chú và anh chị, khi lỡ mà trời mưa xuống nước nó xuống đó rồi nó từ dưới kia nó có cống cống nó chảy ra. À, mùa hè thì đây không có nước thì mấy đứa nhỏ nó chạy xuống đây nó đá banh đây nè. Con chào bác. Bác khỏe không? Lâu rồi không gặp. Rồi cô chú anh chị ở đây là bác là má ba vợ của anh David. Thì bác ở đây. Dạ. Nó đang bò nó lên cái mình lắc đọt. Ngắt đọt á. Dạ. Đọt giờ bây giờ nó tẻ ra. Nó tẻ ra. Tẻ ra quá trời. Tốt quá. Này ngắt đọt chừng 3 lần cái là đi tới đẳng luôn á. Cái buồn chuối này chín rồi nè. Chuối sim chín rồi. Con anh con với anh đâu mới đốn nè. Chín nè chưa. Ngọt ngay à. Đó, phải thưởng trái ngọt ngay à. Thử ăn đã lắm. Đồ, nhìn vô nha. Nặng. Hú ăn banana. Oh, look right. Organic. Thai banana. I have my Invisalign. Oh. Try it. Yes, I have my. Oh, yeah. Oh, okay. You got bracelets, right? Yeah, I'm sorry. I completely forgot. I just got it in. Give me a review here. How's that? Sweet, right? Mm-hmm. Hello. Very sweet. Hi. Hello, how you doing? Good, how are you? Why are we in a vlog? Try this one. Thank you. Oh, he wanted me to tell you to bring in all the bananas. Ooh. Oh. Man, this dog wants it too. He wants it too. Oh, he's everything. My dog eat. Okay, give me a review. The best banana you ever had. 10 sweet. Out of 10. Sweet, man. Mm-hmm. Ooh. And this one is sweeter. Congratulations. Wow. Oh, thank you so much. I don't know what to get you. Can I lay on the blanket? See banana? Ramun? Ramun. Mới cắt ở nhà, rửa nhà organic luôn á, man. Organic, no chemical. Okay, mọi người mời lần nữa nha. Ăn ngon quá, vậy ăn thêm trái nữa. Cái giải có trái chín luôn kìa. Nè, ngọt. Cái giải ngọt tàn nhẫn luôn. Như luôn đó. Ồ, cái vải cái đã tươi luôn rồi chị chứ. Ăn được luôn rồi. Dạ, yeah, do tươi à. Chị đông go out there, chị đông go. Chị muốn đi down here. Nè. You miss out a lot. Ok, Steven xin gửi lời cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha. Cái gì hẹn gặp lại một video sớm nhất nha. Bây giờ tới giờ tiệc vợ chồng ăn nhậu thôi. Chủ nhật. Ok, bye bye, hẹn gặp lại, bye bye.